Mình là dược sĩ Cẩm Tú, mình đến từ dược Cẩm Thủy Thanh Hóa và đây là hai số điện thoại bên nhà mình để các bạn có thể liên hệ. Và ngoài ra số điện thoại của mình thì có gắn lên với thuốc của mình các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái bệnh gút. Bệnh gút đây là một cái bệnh mà khó chữa. Nếu như mà theo như Tây y thì gần như là không chữa được, và theo như Tây y thì đa phần là người ta dùng thuốc giảm đau. Và thuốc giảm đau đối với gút thì chỉ duy nhất là dùng được ngày một viên. Nếu mà khi các bạn dùng quá cái liều lượng thì nó sẽ là gây suy gan thận và thậm chí là bệnh còn nặng thêm. Hiện nay ở bên Tây y thì chưa có một phương thức để điều trị bệnh gút. Tuy nhiên bệnh gút này các bạn nếu hiểu được nguyên nhân nguồn gốc của bệnh thì các bạn sẽ điều trị được. Và khi hiểu được nguyên nhân nguồn gốc rồi, các bạn phải chọn những dòng sản phẩm tương ứng thì các bạn mới có thể điều trị được gút. Và gút thì rất nhiều người có những phương thức uống khác nhau, ví dụ thay đổi thói quen ăn uống, rồi là uống sữa, rồi uống các cái chất để đào thải axit uric, rồi các cái loại thuốc về khớp bằng thảo dược đông y. Tuy nhiên là các bạn vẫn chưa điều trị được dứt điểm. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Bởi vì nguyên nhân các bạn, thứ nhất các bạn xác định chưa đúng vấn đề, thứ hai các bạn phối hợp thuốc chưa đủ. Bệnh gút là một bệnh rối loạn chuyển hóa từ trong gan, và bản thân những người đó thứ nhất ít vận động, ít thể dục thể thao, rồi ăn uống nhiều axit uric, và đặc biệt là tình trạng là rối loạn của gan, là tình trạng rối loạn của gan thận. Rối loạn của gan thận do từ cái chế độ ăn uống sinh hoạt mà nó sinh ra. Vậy thì các bạn phải thay đổi lại thói quen sinh hoạt, thay đổi lại thói quen ăn uống, làm chiếm đến 50% của bệnh, còn 50% ở lại là các bạn phải hỗ trợ bằng sản phẩm đúng và đủ thì các bạn mới điều trị được. Vậy một trong những sản phẩm, bốn sản phẩm ở đây, đây là một cái bộ nguyên bốn sản phẩm này, là đây là nguyên mà bộ mà mình đang điều trị gút cho những ai mà mọi người bị bệnh gút mà muốn thoát khỏi được bệnh gút một cách dứt điểm mà không tái phát thì các bạn phải nghiêm túc dùng đúng bốn sản phẩm này. Còn nếu như mọi người không dùng đủ bốn sản phẩm này thì nó chỉ đào thải một phần nào axit uric ra, gan các bạn vẫn rối loạn chuyển hóa thì các bạn vẫn không khỏi, rồi các bạn không nâng cao phục hồi chức năng, những cái chức năng suy giảm thì các bạn vẫn không khỏi, dù các bạn không uống bổ sung cái kháng nâng cao kháng thể đào để và đào thải tốt cho độc với khớp, độc cho các cái gút thì các bạn cũng không khỏi được. Một trong những sản phẩm ở đây mà mình liệt kê đó là một là Sternon Alpha Lipid của Úc, hai là Hoàng Thông Phong, ba là sản phẩm nội tiết tố cho nam, đây là bổ thận của Nhật Magasitin, đây là sản phẩm bổ thận đánh giá tốt nhất hiện nay mà không có chứa chất kích thích hay là không có chứa những cái chất mà gây tác dụng phụ cho bạn, mà nó từ từ thôi, nó phục hồi cái chức năng sinh lý của các bạn nhưng đồng thời lại liên quan đến hỗ trợ lại cái bệnh gút của bạn để khỏi bệnh biến. Rồi cái sản phẩm thứ tư đấy là sản phẩm bổ gan, giải độc gan của Siberia. Bởi vì sao mình đi vào nguyên nhân của bệnh? Nguyên nhân của bệnh đó là rối loạn chức năng của gan thận. Rối loạn chức năng của gan thận thì các bạn phải dùng bổ gan và bổ thận. Và bổ gan bổ thận thì trên thị trường rất nhiều dòng. Tuy nhiên là có những cái dòng mà bổ thận ấy các bạn uống thậm chí là còn bị tăng bệnh mà không có tác dụng điều trị, mà các bạn hãy chọn đúng cho mình Magasitin. Đây là dòng bổ thận mà giúp được rất nhiều cái tác dụng, đó là nó còn hỗ trợ, tức là ngoài tính năng là bổ thận ấy thì nó còn sản sinh ra nội tiết tố nam. Tại vì là khi mà nội tiết tố nam các bạn thiếu hụt nhá, thiếu hụt testosterone nó cũng sẽ rối loạn, và đây là một trong những nguyên nhân mà gây ra bệnh gút của bạn không khỏi. Thì đây là cái sản phẩm mà nó bổ sung nội tiết tố testosterone, nó bổ thận, nó bổ trợ cho thận, nó ngoài ra nó còn có tính năng khác biệt so với bổ thận trên thị trường, đó là có khả năng phục hồi lại chức năng suy giảm của thận đấy. Và cái sản phẩm như bổ gan thì mình khuyến khích các bạn nên sử dụng những bổ gan dòng thiên nhiên, đó là dòng bổ gan Siberia của Nga. Cái sản phẩm bổ gan của Siberia Nga ấy thì nó ức chế sự phá hủy tế bào gan, tức là cái bổ gan của Siberia ngoài tính năng là làm mát giải độc gan như các loại trên thị trường thì cái thành phần hàm lượng của nó đưa vào đủ dùng để không bị tác dụng phụ, và nó ngoài tính năng là giải độc gan thì nó còn cải thiện sự hủy hoại của tế bào gan, tức là nó giúp thải độc, phục hồi, ức chế các cái tổn thương của gan, chống viêm gan, tăng cường chức năng gan và phục hồi cái lá gan bị tổn thương. Sản phẩm này chiết xuất bằng thảo mộc cho nên có khả năng là kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, cho nên nó có thể hỗ trợ phòng ngừa các vitamin, phòng ngừa các bệnh về viêm gan ABC, và thậm chí cả những người viêm gan ABC ấy, thì các bạn khi mà vận dụng duy trì cái này 3-6 tháng thì các bạn sẽ đỡ được những vấn đề viêm gan ABC đó. Và nó giúp cho là quá trình sản sinh và tiết mật, tức là ngoài bổ gan, giải độc gan, phục hồi gan tổn thương, hỗ trợ làm giảm viêm thì nó phải có đầy đủ công dụng như thế, thì các bạn dùng gan nó mới gần như là nó mới giải độc và chăm sóc phục hồi gan, thì gan cũng nặng nó khỏe ra thì nó tự làm việc thì nó mới là tốt. Còn nếu các bạn chỉ dùng bổ gan thông thường thì nó sẽ không hiệu quả đâu ạ. Và cái này thì nó còn giúp cho là cải thiện các chất sản sinh và tiết dịch mật nữa. Gan và mật các bạn tốt
thì các bạn sẽ không bị rối loạn chuyển hóa nữa, cái sự rối loạn chuyển hóa trong gút nó sẽ giảm xuống và lúc đó thì nó sẽ đúng bệnh các bạn. Đây là hai nguyên nhân là rối loạn của gan mật. Và cái thứ ba đó là cái điều trị triệu chứng. Cái điều trị triệu chứng ở đây là cái sản phẩm Hoàng Thông Phong. Hoàng Thông Phong này thì nó sẽ có tác dụng đó là giúp cho bạn là ngoài những cái tác dụng là nó cũng hỗ trợ cho gan mật rồi các cái giảm cái triệu chứng gút, thì đặc biệt đó nó là có cái hoạt chất đó là đào thải được cái chất axit uric trong máu ra, tức là máu của bạn bị nhiễm độc, máu của bạn bị nhiễm axit uric và nó không đào thải được ra thì nó sẽ hỗ trợ các bạn đào thải ra. Cái này là nó giảm viêm, giảm đau xuống này, rồi nó đào thải được axit uric ra bởi các thành phần về thảo dược đông y trên cái hộp hàng này nó có ghi ạ. Đấy thì mình sẽ giới thiệu cơ bản để cho nó cho mọi người thôi. Còn cái sản phẩm thứ tư đó là cái sản phẩm mọi người khi mà đã bị tiểu đường hay là khi mọi người đã bị gút thì mọi người nên sử dụng sữa non alpha lipid của Úc. Đây là một cái dòng sữa mà gần như rất nổi tiếng trên thế giới, cả thế giới hiện nay đang nổi tiếng nhất về dòng sữa non này và được rất nhiều khách hàng sử dụng bởi vì đây là một dòng sản phẩm nổi tiếng của New Zealand. Nó là sự pha trộn và kết hợp giữa các yếu tố chống oxy hóa biến dịch độc quyền của alpha lipid của Úc. Nó là dòng sữa non bao gồm các vitamin kháng thể, dầu canxi và các khoáng chất để nó giúp cho các bạn là loại bỏ gốc tự do. Gốc tự do là gì? Gốc tự do là nó sẽ sinh ra cho các bạn là nang sơ này, viêm tuyến tiền liệt này, rồi axit uric trong máu này, rồi độc tố này. Đấy đúng không ạ? Thì cái sữa non alpha lipid này thì nó rất phù hợp với đối với những người đang bị bệnh gút, bởi vì đây là một cái sản phẩm mà nó có chứa kháng thể rất cao. Kháng thể là gì? Kháng thể là một cái gọi là kháng thể, gọi là một cái chất gọi là đề kháng miễn dịch ấy. Khi cơ thể các bạn bị suy giảm hệ thống miễn dịch và đặc biệt là khi các bạn bị gút hoặc khớp, các bạn sử dụng những loại thuốc giảm đau chống viêm nhiều corticoid hay là nhiều cái sản phẩm chống viêm ấy, thì nó rất là hại thận và suy giảm cái chức năng, thì vô hình nó chỉ giảm đau tạm thời nhưng một thời gian sau thì các bạn biết luôn, thì các bạn sẽ thấy là bệnh mình nặng hơn và thậm chí suy giảm cái chức năng khác. Thì nó là một con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm, cho nên là khi mà các bạn đã bị mãn tính rồi thì thôi các bạn giảm bớt những cái giảm đau rồi chống viêm đi tạm thời đi, các bạn đừng có tưởng là những cái sản phẩm rẻ tiền có thể chữa được, các bạn không có đâu ạ. Các bạn chỉ chữa được khi mà các bạn phục hồi lại được chức năng, khi mà các bạn đào làm sạch được máu, khi các bạn đào thải được cái chất ra, cái axit uric ở trong máu nó tồn tại, khi các bạn không đào thải ra nó còn gây ra men gan tăng mỡ máu và nó sẽ gây ra tiểu đường sớm. Đó là những nguy cơ về biến chứng của nó có thể xảy đến. Và cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho bạn là tăng cường miễn dịch, nó sẽ cái miễn dịch của mình sản sinh tốt lên thì cơ thể các bạn sẽ tự điều chỉnh lại, tự diệt được các vi khuẩn trong cơ thể, tự đào thải được ra các độc tố. Cho nên là cái sản phẩm alpha lipid của Úc là hiện nay là ở trong miền Nam người ta đang bị dịch quá nhiều và những người có điều kiện người ta sử dụng alpha lipid để tăng miễn dịch để cơ thể có thể sản sinh nhanh kháng thể để tiêu diệt bệnh. Và đây là một cái trong những sản phẩm gần như là phù hợp với nhiều loại bệnh và được rất nhiều người lựa chọn hiện nay. Ngoài cái tăng miễn dịch đề kháng ấy, sức đề kháng làm cho cái cơ thể khỏe mạnh lên thì nó đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Đối với người bệnh gút thì nó đào thải axit dư thừa trong máu, axit uric trong máu được đào thải ra bên ngoài để kết hợp với thuốc để nó đẩy nhanh cái axit uric ra ngoài hơn. Hàm lượng canxi cao 1.000 mg làm giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Để có cơ thể khỏe mạnh, cơ thể con người mình từ người lớn đến trẻ con cần phải bổ sung đủ cái hàm lượng canxi hàng ngày cần. Ví dụ đối với trẻ con thì khoảng 300 đến 400 đến 500 600 tùy từng lứa tuổi, còn đối với người lớn là 1.000 mg trên một ngày. Tức là một muỗng này một ngày thì các bạn mới đủ. Thứ nhất là không bị loãng xương, không bị tụt răng tụt lợi, rồi không bị các cái chức năng mà bị thiếu, ví dụ như là huyết áp thấp là một cái bệnh gọi là cực kỳ thiếu sắt và thiếu canxi. Nó làm cái này thì nó sẽ hỗ trợ được rất nhiều bệnh khi mà các cái chức năng cơ thể được các bạn được cân bằng, khi được đào thải axit uric, khi được tăng miễn dịch thì cơ thể nó tự chữa lành. Hàm lượng canxi cao thì nó sẽ giúp cho là đối với những người khớp và khớp thì nó đều có thiếu lượng canxi đấy ạ, nó cũng gây ra rối loạn chuyển hóa. Khi đủ canxi thì các hoạt động chuyển hóa nó cũng trở lại và nó cũng ổn định hơn. Chứa hàm lượng lợi khuẩn tốt cho đường ruột, ví dụ như thế là kể cả những người mà đang bị các cái bệnh về dạ dày, về khớp, về hút mà bị ảnh hưởng dạ dày nhạy cảm thì cái này nó có chứa tỷ lệ tế bào lợi khuẩn rất là cao, mà hàm lượng probiotic dồi dào cho đường ruột, cho nên nó cải thiện cả cái hệ thống về tiêu hóa, quá trình chuyển hóa,
ảnh hưởng đến việc đào thải acid folic, ví dụ như là đường ruột dạ dày các bạn không tốt, thì thường những người này hay bị hút là bởi vì sao? Bởi vì cái hàm lượng gọi là cái men lợi khuẩn trên đường ruột đấy nó cực kỳ thấp, cho nên là cái việc nó ảnh hưởng đến cái việc là đào thải cái quá trình chuyển hóa acid folic ra ngoài, cho nên cái này nó sẽ tốt hệ thống đường ruột và từ đó nó cải thiện được cái hệ thống cải thiện được hệ thống tiêu hóa, thì quá trình chuyển hóa đào thải của các bạn thì nó mới ăn thua. Cho nên các bạn thấy là qua cái mình vừa chia sẻ, các bạn thấy là cái bệnh hút nó liên quan đến một loạt các vấn đề rối loạn gan thận, rồi acid folic cần phải đào thải ra, rồi đề kháng miễn dịch, rồi canxi, rồi cái đường ruột. Nên là đa phần các bạn sẽ thấy là những người bị hút sẽ bị ảnh hưởng bởi dạ dày đại tràng ấy, là cái lợi khuẩn thấp, cho nên là cái việc đào thải acid folic là nó rất kém, cho nên nó có sự liên quan đến nhiều vấn đề, cho nên đó là lý do tại sao các bạn phải phối hợp rất nhiều sản phẩm với nhau. Và ngoài ra nó trong sữa non này có rất nhiều vitamin khoáng chất dồi dào, rồi hàm lượng đạm đường béo chất béo phù hợp. Ví dụ như các bạn cứ nói rằng là chất đạm chất đường chất béo là những người đó tuyệt đối không nên ăn, vâng cũng không nên ăn, nhưng mà đấy là những cái lượng mà các bạn không được cân đối. Còn trong cái lượng ăn lipid này, trong cơ thể người mình cần đạm đường mỡ để vận đào trở chuyển hóa vân vân, nhưng mà chỉ cho phép một lượng nó vừa phải, và các bạn không biết cân đối lượng nào nó phù hợp. Các bạn chỉ cần uống cái này thì trong này nó có cân đối lượng đạm đường chất béo nó phù hợp để cho cơ thể ổn định lại mà không gây tác dụng phụ đó. Cho nên là đây là một cái trong những số gọi là những đặc điểm nổi bật mà cái sản phẩm này mang lại, cho nên là đây là một sản phẩm cần rất nhiều người dùng, đảm bảo cung cấp dưỡng chất acid folic trong cơ thể, đảm bảo các dưỡng chất trong cơ thể nhưng lại không ảnh hưởng đến nồng độ acid folic, tức là hàm lượng vừa đủ, hàm lượng chuẩn để nó không có sinh ra bệnh. Và đây là một trong những cái lý do rồi những cái sản phẩm mà tại sao mà các bạn điều chỉnh thuốc nó chưa đầy đủ là bởi vì các bạn phối hợp chưa đầy đủ và chưa đầy đủ các thuốc và cũng chưa như là chưa đúng hướng ạ. Cho nên nếu mà các bạn nào mà muốn điều chỉnh thuốc thì các bạn hãy nghe theo cái pháp đồ này của mình, bởi vì cái pháp đồ này của mình ấy thì nó không dành cho những ai điều trị người hợp, mà nó gần như là phải điều trị triệt để, hay là các bạn phải nghiêm túc trong điều trị, hay các bạn phải chịu khó đầu tư thì nó mới có thể dứt điểm được cái bệnh này á. Rồi thì mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với số điện thoại tôi được sử dụng bố trên quầy để liên hệ thêm đặt hàng các bạn nhé, và hỏi thêm về tư vấn. Xin chào các bạn.